Hi, hello, xin chào mọi người. Hôm nay Hoàng Lan sẽ giải đáp cái thắc mắc của mọi người dành cho thời gian cho Lan trong thời gian qua. Thì rất là nhiều người giống như là dèm pha nó là Lan tối ngày chỉ đi chơi rồi nãy kia thôi, mà tại sao giống như là lại đi làm được thiện nguyện á. Thật sự mà nói Lan không phải đi chơi đâu, Lan đi làm, Lan làm bất động sản đó. Giờ đất thì không có nhiều, nói chung là có đất là có thiếu nợ, có thiếu nợ mới có đất. Đừng bao giờ ganh tị những người người ta thành đạt, thiền to sống lớn. Ai mà làm ăn thì cũng phải có thiếu nợ hết, cả Hoàng Lan cũng vậy.